lá vàng lá đỏ mùa thu nè các. Lá vàng lá đỏ mùa thu nè. I was so sorry. You did. Rồi anh ơi, mẹ chụp hình lá mùa thu cho con nha. Nha. Wow. Lá vàng mùa thu. Ơi, cái tai có ngon không mà sao ngậm dữ vậy con? Hả? À? Ngồi cái tướng chẻm thì... Hello, Ryan. 我们 chuẩn bị 出去玩啦. Chuẩn bị đi chơi rồi con ơi. Mình đi chơi hôm nay mình có cái nón len của bà ngoại. Mình mua cho mình đẹp quá ta. Bà ngoại mua cái nón len cho mình đẹp quá mà. Chào cả nhà, hôm nay Ryan, Dylan và Phương cùng nhau đi ra ngoài dạo phố và mua thêm một số thức ăn dặm bổ sung thêm cho bé. Mình hy vọng mọi người thích clip này và tiếp tục ủng hộ cho gia đình mình bằng cách nhấn nút subscribe hoặc nút đăng ký ở logo góc phải màn hình và đừng quên bấm chuông để nhận được những video mới nhất từ gia đình mình nha. Giống em bé quá. Giống em bé gái à. Hôm nay con giống em bé gái quá à, Ryan này. Ryan ơi. Ồ, Ryan đi ra ngoài chơi rồi cô chú. Sáng quá. Wow, lá vàng lá đỏ mùa thu nè các. Lá vàng lá đỏ mùa thu. Trời ở bên ngoài lạnh hơn là Phương tưởng. À, Phương không có mặc áo nhiều cả nhà. Hôm nay mình mới coi điện thoại thì Toronto đã là 5 độ rồi. Những tỉnh khác thì bắt đầu có tuyết rồi cả nhà. Ở Canada thì rất là lạnh luôn. Thì cả nhà thấy tháng 10. Tháng 10 mà đã lạnh 5-6 độ rồi. Thì sang tháng 12 bắt đầu có tuyết. Ở đâu? Cuối tháng 11 thì có tuyết là khoảng 0 độ. Xong rồi sang tháng 1, tháng 2 là tháng lạnh nhất, âm 30 độ luôn cả nhà. Ê, thì cả nhà thấy xung quanh nè, lá phong nè cả nhà, lá vàng, lá đỏ, mùa thu rất là đẹp. Phương rất thích mùa thu ở Canada. Lâu lắm rồi thì gia đình mình mới có dịp đi ra ngoài đi dạo ngắm lá vàng, lá đỏ như thế này. Bởi vì tuần trước nữa gia đình mình tính đi dạo thì vừa đi ra thì trời lại đổ mưa. Rồi tuần kế tiếp cũng như vậy luôn. Cho đến hôm nay thì gia đình Phương và bé Ryan mới có dịp đi dạo cùng nhau như thế này. Và sau khi đi một vòng khu phố ngắm lá vàng mùa thu thì bây giờ tụi mình sẽ ghé qua siêu thị sẵn tiện mua một ít tả cho bé Ryan nhà mình luôn. Chào sư lão sư Huy. Đây. Đi qua đây mua tả cho Ryan nè. Ở đây có đồ chơi đẹp quá trời lên. Chỗ này thì bán muối diệt khuẩn nè, cho các mẹ có thể ngâm cái vùng kín sau khi mà sanh xong nè mọi người. Bên đây thì bán body cream. Wow. It's $11 for one mask. $20. Wow, ở đây một cái khẩu trang vải là $20 nè cả nhà. Khẩu trang cho em bé. Khẩu trang cho em bé $10 một cái, khẩu trang vải cho người lớn $20. And then we have some diapers. Can we here, I'll take them out. Or you can read your code. Ryan ơi, mẹ chụp hình lá mùa thu cho con nha. Nha. Oh, cool. Creepy.
Brandon, Minnie, Minnie, ba stay here so. Minnie. Minnie. Vàng lá đỏ mùa thu đẹp quá cả nhà ơi. Wow, phía trước kia kìa. Maybe we can take picture together. Yeah. Wow, lá vàng mùa thu. Some people. Okay. Thì hôm nay ở Toronto số ca nhiễm đã trên 200.000 ca rồi cả nhà. Nhưng mà cái số khắc phục, hồi phục thì cũng rất là nhiều. Hiện tại bây giờ ở Toronto và toàn Canada thì còn 25.000 ca chưa hồi phục cả nhà. Nói chung thì mới đầu bệnh dịch này mới thì mọi người cũng rất là lo. Rồi bây giờ ở Canada thì người ta cho rằng đây cũng là một cái dịch bệnh bình thường thôi. Nguy hiểm thì có nguy hiểm nhưng mà ở Canada cũng có cách khắc phục rồi mọi người. Rồi Canada từ top 10 nước có số ca nhiễm cao nhất bây giờ đã xuống top 30 rồi, cũng đỡ nhiều rồi. Ôi, những người này đeo khẩu trang cũng như không đeo khẩu trang, đeo khẩu trang mà bỏ kéo xuống cũng như không đeo. Hôm nay là một ngày mùa thu ở Toronto nhưng mà thời tiết rất là lạnh cả nhà. Tụi mình đang đi dạo thì mình check cái điện thoại của mình thì hôm nay thời tiết đã xuống 5-6 độ rồi. Và bây giờ trong lúc mà tụi mình đi về nhà thì tự nhiên trời đổ tuyết các bạn. Wow, lạnh ơi là lạnh luôn cả nhà. Thì bởi vì Phương và anh đang lên mỗi ngày thì work from home ở nhà không, nên tụi mình lại không biết bên ngoài trời lạnh như vậy. Nên hôm nay hai tụi mình mặc đồ rất là ít cả nhà. Nhưng mà mọi người thử nhìn xem xung quanh nè. Những người Canada thì người ta đã quen với nhiệt độ ở đây rồi, nên là trời lạnh 5-6 độ và thậm chí bây giờ đang có tuyết luôn. Nhưng mà những người dân xung quanh đường vẫn mặc quần ngắn cả nhà. Mình cũng phải nể mọi người luôn. Oh my god. Gió thổi lồng lộng luôn. Woo, I think it's winter. We need to wear more layers, honey. Từng hạt nhỏ. Ôi lạnh quá cả nhà ơi, chết rồi. Tại vì Phương và anh đã lên ở suốt trong nhà nên là không biết bên ngoài trời lạnh như thế này, mặc đồ không có nhiều. Let's go. Lạnh quá đi. Tới nhà rồi, lạnh thế, lạnh quá. Yes.
Ran đang ngồi chơi, đang ngậm tai nè cô chú ơi. Trời ơi, cái tai có ngon không mà sao ngậm dữ vậy con? Hả? Ngồi cái tướng chễm chệ nè cô chú ơi.